À, cũng để dành tặng cho bạn hàng cũng hết mười mấy hai chục cái mà cứ coi thứ. Đúng rồi, anh ba vậy đưa qua này vừa đủ yêu luôn à. Bảy chục thôi. Qua đó cũng còn cả các không? Tâm ba không? Để 70 đúng không? Nó 70. Thì bên này tâm ba đưa qua đây giờ đủ. Để rồi đưa qua người lại thiếu giữa mình chịu. Nhiều khi 26, 27 gì đó mà chơi xuống đầu 4, 5 cái vậy. Mày đừng có chở xuống đó, mày chở xuống nhà tao. Chơi xuống một bộ. 4 đảo thôi. Chơi qua 5 xuống. 4 đảo chơi cơm đi, chơi chứ còn đâu chơi cơm đâu, chơi tặng. Chị ven chở xuống rồi đi cậu bên làm gì bỏ tốn thì bà. Ê, bỏ gì từ bà lên trễ quá 7 giờ mấy rồi mà chưa lên chờ bà cứ gớm luôn biết không? Bỏ khổ tàn. Không lẽ mình đi nhờ là cái tranh thủ mình đi sớm cho hả chị. Giờ mà đi trễ quá sao chờ tàn. Bỏ bà tàu có gì giờ con khổ không? Đâu có lừa sắt đâu biểu vậy lâu tay này có người có bữa không có người đâu con sư phụ y là chết không, y là chết rồi tôi nói thiệt luôn có bữa nào trời ơi nấu món nào mà ít sắt đây mà có người sắt là để giờ anh tôm làm đâu hôm nào luôn xong luôn nào có làm đâu mà có bà mười bữa trên đây mới sắt nhiều khi đến chứ còn có bả là sao chứ qua tôi gọt ra đủ đủ ông kêu kiếm mà mấy phải làm để làm mấy có bữa có người có bữa đâu có người đâu lâu lâu sắc gột rồi chứ nấu rồi lâu đâu cây chừng đúng không? Mùa hết rồi. Chứ đâu phải mình nấu chậm đâu. Cái này lấy cái linh tinh á, nó còn là đi còn nấu thì nó phát chừng rồi. Nấu rồi rất nhanh. Mình lên cơm đi hay. Rồi tầm 7 giờ 8 luôn. Biết gì luộc ăn mà.
Sao chứ? Tại mắt này ra được sao bữa đem bé. Không được sao gì? Xong lại qua được.